nay Trung Thành và trường Believe and Dance Studio đã có mặt ở chương trình 10 năm kỷ niệm của trung tâm Minh Trạch. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả các em nhỏ của trường Trung Thành. Why you love to perform? Because it's fun. Allows for a different experience. Yeah. It makes me flexible. Oh, it makes me flexible. It's fun. to express the music. Very good. So everybody say on 5, 6, 7, 8, Believe and Dance Studio. 5, 6, 7, 8.